nay mình sẽ review lại cái lò cho cả nhà mình xem ha, quay cận cảnh luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Bữa mình chỉ quay sơ lược thôi, bữa nay là quay cận cảnh luôn, nấu luôn. Đó, này nha, em đang nấu một cái nồi gì đó để hồi quay cả nhà xem, thấy không? Nên là nấu miền Tây nè, thấy không? Đang nấu đó, giờ mình quay sẵn đây review cái lò cho cả nhà xem nè. Nó rất là mau sôi luôn, không khói vô nhà luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình quay cái ống khói lên cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy khói nó xì lên không? Đó, nó khói nó hút lên hù hù vậy đó, nó không có trả khói lại cho miếng nào hết, rất là tiện lợi luôn nha. Đó, này đúng là bếp củi miền Tây nha cả nhà. Đó, bữa nay Tuấn qua đây quay cận cảnh nha cả nhà xem. Hổm nhà Tuấn chỉ xây chỉ quay sơ lược thôi, bữa nay là quay cận cảnh lên. Đó, đây là sôi nè cả nhà thấy không, mới đây là mang sôi rất kỳ không đó. Cái không gian bếp rất là tiện lợi không, cái bề hoành bề ngang này là hai miếng gạch nha cả nhà, 8 thất mấy. Đây là một bếp nè, còn nếu ai muốn xây được hai bếp thì làm chiều dài nó rộng hơn nữa, rất là tiện lợi, nhất là ví dụ mà nhà mình đông người đó. Còn này là bên đây có bếp ga rồi bếp khè rồi có, cho nên những em chỉ làm một bếp thôi, cờ gọn thấy không, không gian bếp rất là tiện lợi luôn. Nếu ai muốn cần thêm bếp thì liên hệ với Tấn nha. Bây giờ ra bên trước đây cả nhà thấy không, không có xì khói lên miếng nào luôn, cả nhà thấy không, lửa cháy phà phà như vậy đó, rút là hù hù luôn, thấy không? Người sát thì cho cả nhà coi nó cháy nè, không bao nhiêu củi đó là cái nồi canh này là chín vậy đó, mới đây là sôi hù hù đó chưa. Lên tim rồi nè, rất là đẹp không cả nhà. Đó, lửa cháy rất tuyệt vời không, bảo đảm không có miếng khối nào luôn nha. Đó, được chưa? Này cả nhà thấy không, ở đây là nó nguội ngắt luôn nè, không có nóng miếng nào luôn ha. Cái bếp ở trên này nó cũng lạnh ngắt à. Bây giờ ở trong này là mình làm là hổm Tuấn xây xây vòng ở đây, còn khoảng trống này là mình đổ cát vô, đổ cát vô khoảng chừa khoảng lên cho một tấc, đổ đan ngang tưới nước để nước vào trong không, cho nên là cái lò nó rất là ấm luôn nha, thấy không? Bây giờ là sôi nè, bếp nấu rất là sôi luôn. Còn ai muốn nấu nướng gì kêu thợ nấu miền Tây nè, thấy không, đang nấu nè. Đó, bếp củi rất là tiện lợi luôn cả nhà. Đó, rất là nấu, nãy giờ nấu có mấy cây củi mình sôi hụt hụt không hao củi rồi cả nhà, ít hao chứ phải là không hao. Rất là tiện lợi luôn. Đây cận cảnh cho cả nhà xem mà. Này đứa em nó nấu cháo gì đó, không quên là rất là ấm, rất là mau sôi luôn. Người miền Tây mình ở vùng quê thì ưa xài những cái bếp củi như vậy đó. Hồi xưa thì nấu những cái bếp củi mà ta đắp bằng cà gàng nào đó, bằng lòn đất. Bây giờ thời buổi mà công nghệ quá là hiện đại rồi, không còn xài lò đó, nó ít nữa. Bây giờ xây bếp bằng xi măng, củi dán gạch thì rất là nó sạch, thấy không? Nó cũng giống như là cái bếp ga thôi, nó có khác gì đâu.
không có khói vô nhà luôn. Xưa thì người ta rất là ngại, ví dụ nhà lập tôn gì nè, tôn mà nếu cái bếp mình nấu kiểu bằng lò gà gàng rồi đó thì khói nó vô nhà thì tôn nó mau mục. Sau này ta mới nghiên cứu chế biến ra là xây cái lò để ống khói ở ngoài gì nè đó, nó cũng giống như cái bếp ga thôi, rất là tiện lợi, rất là nấu rất là mau sôi đó. Mà nó cũng rất là sạch đẹp luôn, thấy không, rất sạch đẹp nè, không có miếng khói vô nhà luôn, không có miếng bụi bặm gì hết, nó cũng giống như là bếp ga, tiện lợi luôn đó. Rất là tuyệt vời, trộn gỏi luôn. Rồi, thấy mặt là nấu luôn, mốt chú nấu ra Mỹ nấu luôn. Nguyên cái không gian cái bếp rất đẹp cả nhà, thấy không? Rất là tuyệt vời không? Đây, em nó nấu xong nè cả nhà ơi, đó nồi cháo nè, đó giờ là rồi, nhắc xuống đi. Rất là tuyệt vời luôn đó. Nước lên rồi, sẵn cái bếp lửa đây hơi nấu ấm nước luôn đó. Mình muốn nấu nước thì mình để cái nồi nhỏ rồi cả nhà ơi, đó cái lò bự mà vẫn nấu cái nồi nhỏ và cái ấm nước được nha, đó chưa, cái bếp này rất sâu lòng nè, nó ha. Tuyệt vời. Ủa, không bị lạnh. Bắp nước lên xong rồi nấu miền Tây nè, rồi xong cả nhà. Cái video mình bữa nay mình chia sẻ review lại cái lò mà bếp củi không khói ít hao, không khói vào nhà. Sẵn hôm nay để em nấu cháo sẵn đây review cả nhà xem luôn. À, đến đây cũng đã kết thúc. À, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại video lần sau nhé.